Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì bọn mình cũng đã giới thiệu đến các bạn hai chiếc đồng hồ đến từ Garmin rồi. Thì tuy nhiên thì hai đồng hồ này nó dành cho kiểu những bạn thích chạy bộ và thể dục thể thao. Thì tuy nhiên thì với cái giá của dòng Forerunner thì nó lại hơi cao hơn so với những cái mà tính năng mà so với những cái đồng hồ cùng tầm giá mang lại. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn, mà thực ra là không phải giới thiệu mà là mình sẽ gửi đến các bạn một cái bài chia sẻ về cái quá trình mình sử dụng một chiếc đồng hồ Garmin. Thì ở đây trên tay mình đang sử dụng đó là chính là chiếc Garmin Venu 2S. Thì mình cũng sẽ giới thiệu đến con này cho các bạn, cũng như là cái trải nghiệm của mình sử dụng khi mình đã được sử dụng con này được khoảng tầm nửa tháng nay. Chiếc Venu 2S thì nó có những cái gì mà nó có xứng đáng, thực sự xứng đáng với cái giá tiền 10 triệu đồng của nó hay không. Thì trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn. Ok, về cái phần hộp ấy thì các bạn thể thấy là nó giống với cả chiếc hộp của chiếc 945, nhưng mà nó lại không phải là cái form mới của cái Garmin ngày nay. Thì nó cũng có là những cái thứ cơ bản ở trong này thôi, kiểu sách giữ sử dụng rồi đồng hồ dây sạc, thì mọi thứ nó vẫn như vậy, nó không khác gì. Thì cái hộp thì mình xin phép là mình bỏ ra một bên. Thì có một điều khác biệt giữa dòng Venu này và dòng Forerunner, đó chính là về cái mặt thiết kế. Thì như các bạn thấy ở đây, mình đang đeo một cái chiếc đồng hồ có một mặt là hình tròn. Nó gọn gàng hơn, nó thanh thoát hơn là so với dòng Forerunner, nó ít nút bấm hơn. Và thực ra là nó chỉ có 2 nút bấm thôi, còn Forerunner là tận 5 nút bấm. Và thêm nữa thì cái thiết kế này thì trông nó thanh lịch hơn, trông nó dễ dàng phối với những cái outfit của các bạn hơn là so với dòng Forerunner. Forerunner thì chỉ hợp với những kiểu sport thôi. Còn với chiếc dòng Venu ấy thì kể cả là Venu đầu SQS hay là 22S ấy, thì nó hợp với những cái tính chất là mang tính chất thời trang hơn. Thì với Venu 2 thì chúng ta sẽ có hai bản là 2 và 2S. Thì 2 thì nó sẽ có một kích cỡ to hơn, còn cái phiên bản mình đang sử dụng là Venu 2S ấy, thì nó có một kích cỡ nhỏ hơn. Thì nó phù hợp với những cái tay kiểu các bạn nữ nhỏ nhỏ, hoặc là những cái người mà có cổ tay tương đối là bé như mình. Thì mình đeo cái bản này nó cũng khá là vừa vặn, và nó cũng không kiểu bị nhỏ quá so với tay. Đây, như các bạn nhìn thấy mình đeo trên tay thì cái việc mà nhìn trên tay thì nó cũng không quá là bị bé, nó vẫn tôn được cái đồng hồ lên. Và thêm nữa thì là dòng Venu thì nó khác với Forerunner một cái nữa, đó chính là nó có cảm ứng. Thì cái đồng hồ này thì được tích hợp cảm ứng, thì cái cảm ứng này của nó thì mình đánh giá là cũng khá là ổn. Chúng ta sẽ có khá là nhiều thao tác ở trên cái chiếc đồng hồ này, và cái việc điều khiển và làm quen với cái đồng hồ này khi mà các bạn mới sử dụng lần đầu ấy, nó cũng sẽ dễ hơn là so với Forerunner, tại vì là các bạn có thể thao tác trực tiếp ở trên cái màn hình này mà không cần phải là bấm bấm. Còn về tính năng thì với chiếc Venu 2S này ấy, thì chúng ta vẫn sẽ có được tích hợp là khả năng GPS này, chúng ta vẫn có là khả năng nghe nhạc. Thì với cái bộ nhớ của cái chiếc Garmin này thì các bạn có thể download nhạc từ trên các ứng dụng được Garmin kết hợp cùng như Spotify chẳng hạn. Các bạn có thể download nhạc về và kết nối Bluetooth giữa cái tai nghe của các bạn với cái đồng hồ này, và các bạn có thể nghe nhạc mà không cần phải sử dụng đến điện thoại đi kèm. Ví dụ trong những lúc mà các bạn kiểu đi thể dục thể thiết ấy, thì cũng chỉ cần đeo đồng hồ thôi mà không cần phải mang điện thoại theo. Còn về tính năng sức khỏe thì theo mình thấy thì nó gần như là tương tự với những cái dòng cao cấp về chuyên về sức khỏe như là Forerunner. Thì chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng mình hay sử dụng, và mình thấy là nó được các bạn quan tâm rất là nhiều khi mà mua một chiếc đồng hồ nói về sức khỏe, đó chính là chúng ta sẽ có khả năng đo bước chân này, đo nhịp tim này, chúng ta sẽ có đo năng lượng cơ thể, chúng ta sẽ có lượng tính lượng calo, chúng ta sẽ có tính lượng nước các bạn đã uống trong ngày, và tính được cả sự căng thẳng hô hấp hay là đo nồng độ oxy trong máu. Thì chiếc đồng hồ này cũng có tính cả thời gian giấc ngủ. Nói chung là về những cái tính năng theo dõi sức khỏe, những cái tính năng mà các bạn cần để ý đến sức khỏe của bạn, thì chiếc Garmin Venu 2S này nó đều mang lại được rất là tốt, và mình đánh giá rất là cao. Thì trong vòng quá trình nửa tháng sử dụng thì cái chiếc Venu 2S này tạo cho mình một cảm giác rất là kiểu dễ chịu, và mình cũng chịu khó quan tâm đến cái sức khỏe của mình hơn khi mà mình có thể theo dõi được kỹ hơn là mình đã ngủ bao nhiêu lâu, mình có bị căng thẳng hay không, hay là mình có thiếu nước hay không, hay là mình đang mệt mỏi hay mình đang như thế nào đấy, thì mình có thể điều hòa lại được cái cơ thể của mình để sao cho nó kiểu nó healthy hơn. Đó, thì mình nghĩ là nếu như thực ra là mọi người nên quan tâm đến những cái vấn đề sức khỏe, bởi vì là trong cái thời điểm mà dịch dã như thế này thì cái việc để ý sức khỏe của chúng ta là tốt nhất. Đó, thêm nữa thì một phần nữa là bởi vì bây giờ dịch rồi, chúng ta cũng không thể nào mà ra ngoài đi tập thể dục, cũng không thể nào hoạt động ở các phòng tập gym đúng không? Thì cái Venu 2S này có tích hợp những cái tính năng đó là Garmin Quest, thì các bạn có thể thêm những bài tập vào đây, các bạn có thể tự tập tại nhà.
Với những bạn nào mà work from home nhiều ấy thì có thể tự tập tại nhà. Và chiếc đồng hồ này nó sẽ có hết những cái bài tập hướng dẫn và nó có cả thử thách đưa ra cho các bạn để các bạn có thể sử tập luyện theo và vẫn giữ được cái vóc dáng khỏe đẹp dành cho các bạn nữ, hoặc là những bạn nam vẫn muốn giữ cái bầu hình body 6 múi thì ok, thì chiếc đồng hồ này có thể giúp các bạn. Hoặc là các bạn muốn chỉ cần nâng cao sức khỏe thì ok, thì cái Garmin Quad này có thể làm được. Thêm nữa thì cái màn hình của Venu 2 ấy, thì nó là sử dụng màn hình AMOLED có kích thước đâu đó khoảng tầm hơn 1 inch với độ phân giải là 360x360, thì với cái mặt đồng hồ nó chỉ rơi vào tầm bé bé khoảng tầm 36mm như thế này ấy, thì mình nghĩ là cái độ phân giải của cái màn hình này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu cho các bạn, để các bạn có thể ví dụ khi mà các bạn thay mặt đồng hồ này thì các bạn vẫn có thể quan sát được là cái chi tiết ở trên này nó vẫn là rõ, nó không bị vỡ, nó không bị mờ. Hay là cái khả năng đọc thông báo, chúng ta có thể xem thông báo, xem chữ ở trên này mà nó không kiểu nó không bị vỡ, nó không gây khó chịu, và cũng như là nó có màu sắc thì nhìn nó cũng sẽ tươi tắn hơn là nếu như các bạn so với dòng Forerunner. Thì Forerunner thì nó cũng chỉ phục vụ là mục đích các bạn là kiểu thể dục thể thao thì sẽ đảm bảo là khả năng chống nước các thứ nó ok. À đấy, nó đến khả năng chống nước thì Venu 2S cũng có chống nước, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là bởi vì nó tích hợp màn cảm ứng, vậy nên là cái việc mà nó chống nước thì nó cũng không thể nào ngang ngửa như là dòng Forerunner được, mà nó cũng chỉ là một phần nào đấy thôi. Và thực sự là bản thân mình biết nó có chống nước nhưng mình cũng rất hạn chế cái việc là mình ngâm nước hay là mình sử dụng nó khi mình vào trời mình đi tắm. Thường thường ngày xưa mình đeo đồng hồ các thứ là mình hay có thói quen là mình đeo cả đi tắm luôn, và mình thì cũng đã chết một con đồng hồ vì cái tội là đi tắm rồi. Vậy nên là từ đó kinh nghiệm mình rút ra rằng là dù mình chỉ sử dụng tính năng chống nước trong những cái trường hợp gọi là nguy cấp rồi, nhỡ may mà mình phải dùng thì mình mới dùng, còn nếu không thì thôi. Cái nói qua sơ qua một chút thì về chất liệu của Garmin thì tất cả các dòng đồng hồ kể cả từ dòng cao cấp hay là dòng thời trang thì họ vẫn đều sử dụng nó chính là nhựa, hoặc các bạn có thể nó gọi là hãng nó được gọi tên là polymer dệt sợi. Đó thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đồng hồ có khối lượng nhẹ, tuy nhiên thì vẫn đảm bảo là cái độ cứng cáp khi các bạn nhỡ may mà phải chịu va đập, chịu những cái tác động ngoại lực ở bên ngoài. Dây thì vẫn là dây silicone, thì cái dây này của mình nó được sử dụng là dây quick release và có size là 18, thì bởi vì đây là phiên bản 2S nên nó bé hơn. Còn nếu như các bạn mua bản 2 ấy, thì nó sẽ to và cái dây nó sẽ là 22, thì mình nghĩ là sẽ có nhiều dây để thay thế và hợp với những cái bạn mà có cổ tay to. Còn với mình hiện tại khi mà mình sử dụng cái đồng hồ này thì mình vẫn thấy là nó khá là thoải mái và nó cũng không kiểu tạo cho mình cảm giác là mình đang sử dụng cái đồng hồ quá là bé, mặc dù là nhiều khi mình thích những cái gì nó to. Còn thực ra với cái chiếc đồng hồ này khi mà các bạn đeo trên tay, các bạn có thể nhìn ngay tận tại đây khi mình đang đeo trên tay đây, thì đây nó có thể hợp với bất cứ một bộ đồ nào mà mình mặc, mình nói thật đó. Đó thì nó có hợp với cả kể cả khi mà mình mặc quần áo kiểu polo các thứ mình đi làm hay là mình mặc kiểu đồ công sở các thứ thì ok, nó vẫn đáp ứng được, và kể cả đồ thể thao thì nó vẫn ok và nó phù hợp với rất là nhiều loại thể loại quần áo. Thì mình nghĩ là nếu như bạn quan tâm về thời trang và cả sức khỏe thì chiếc Venu 2 này sẽ dành cho bạn. Đó thì không biết là mọi người có ý kiến gì về những cái dòng đồng hồ Garmin không, hay là muốn một mình làm thêm về những cái sản phẩm nào khác, thì các bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao Tokyo Go trước đây làm chỉ về camera mà bây giờ lại làm thêm cả về đồng hồ, làm thêm rất là nhiều thứ. Thì lý do đấy nó chính là cái lý do tại sao bọn mình mở rộng cái tên nó là Tokyo Go. Mình muốn giới thiệu các bạn đến những cái sản phẩm hay hơn, những sản phẩm thú vị hơn, hữu ích hơn là so với việc là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến camera. Thì mặc dù camera vẫn là những cái chính của bọn mình, tuy nhiên thì phục vụ ngoài những cái camera ra nữa thì còn rất nhiều thứ khác. Thì mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn ở trong những cái series về các sản phẩm khác. Còn video này thì mình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tokyo Go. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.